Xin mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em Tùng Nguyên Audio làm cái clip để so sánh cho tất cả các bác, và các bác cái hai cái dòng bát 2 năm này thì các bác nên dùng nó nào. Các bác lưu ý, video này là video lưu ý từ 2 năm cho đến 30 khi cấu hình loa nằm và loa cây nhá. Loa nằm và loa cây thì các bác lưu ý từ thường và từ neo thì các bác lưu ý cho em. Thế hôm nay thì Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một cặp chung neo 12. Một bác khách này lấy 4 cặp để nắp loa cột. Đấy, nắp loa cột vì nó là bát neo mà. Các bác nào làm loa chung thì nắp nhé. Con này chung neo của nó chung neo 12. Đây là một dòng neo. Leo các bác biết rồi, leo là một dòng cao cấp và xương hở. Mang màu sơn bóng. Gân mũ cao su màu đen. Các bác lưu ý các bác làm loa chung nhá. Các bác đánh cái phân tần mà một bát một chung một tép thì cho vào câu con này thì nó chỉ ra lời thôi. Vì cái phân tần của loa chung thì nó đã có cái đường chung là nó chỉ ra lời thôi. Nó không mất bát đi mà nó chỉ ra lời. Kích thước phủ bề ngoài của loa chung là 14,5. Đấy, cặp loa chung này có giá 500.000 một cặp. Còn đâu hôm nay thì em sẽ làm một cái video để lưu ý khi khách hàng mua loa. Có rất là nhiều các bác khách là tôi thích mua loa gân vải để cho ca nó sáng, lại còn thích là bát neo để hát cho nó sáng nữa. Thì hôm nay các bác nắp vào loa nằm hoặc loa cây thì các bác lưu ý cho em. Đấy. Đây là đôi bát 2 năm gân mút Martin từ 107 con 63 xương sắt. Gân mút sốt thì lâu rồi nó cũng về hàng thì hôm nay em làm clip lại. Và đây là đôi bát 2 năm neo côn 75. Đấy, đôi bát 2 năm neo côn 75 Nexo này. Thì cái dòng 2 năm neo thì các bác lưu ý cho em. Đây là một cái cuồng củ từ neo, công suất là 500W cho đến 600W trên một chiếc bát. Con này chỉ rơi vào tầm 300 cho đến 350 thôi. Đấy. Nhưng cái củ neo này các bác chỉ nắp được loa full thôi. Đấy, chỉ nắp loa full thôi. Có ví dụ như cái phòng, như ai mà làm phòng hát ấy, thì người ta mới cần đến nơi nhiều ấy, thì mình nắp cái loa neo. Còn khi các bác lưu ý khi nắp loa nằm nhé, củ neo đừng nắp vào loa nằm. Đấy. Nếu có nắp cứ thích nắp gân vải thì nắp từ thường. Và nhà có nhiều đôi loa thì nắp cái loại gân vải. Còn nhà có một đôi thì em tư lúc nào em tư vấn cho khách hàng là nắp gân mút. Đấy. Còn có nhiều bác khách thì hay đánh kiểu dã to thì thích gân vải để nó căng. Thế nhưng mà cái con bát 2 năm gân mút này em cũng đã nhập cái loại củ to nhất rồi, từ 107 con 63, bình thường chỉ từ 126 thôi. Thì các bác đánh con bát 2 năm neo thì chỉ nắp vào loa full, loa sân khấu, loa monitor. Đấy. Con này sẽ ca rất là nhẹ và sáng tiếng. Đấy. Con này côn 2 lớp, còn cái dòng bát gân mút thì bao giờ nó làm côn 4 lớp, thế nên là tiếng trống nó mạnh, âm sâu. Đặc điểm loa cây và loa nằm thì các bác lưu ý đừng nắp loa neo. Đấy, kể cả 2 năm và 30 cũng thế. 30 có nhiều các khách thích nắp bát từ 109 con 76 và loa nằm, đừng nắp cái loại ý, chỉ nắp từ 107 con 63 thôi. Đấy, nó cũng khỏe mà nở nó ca ra rất sáng. Càng côn nhỏ thì nắp vào cái loa nằm hát càng tốt, đừng nắp côn to. Đấy, đây là cái ni rất là em bán loa nhiều năm rất là muốn khách hàng mua một đôi bát mà lại nắp vào nó phải hay. Còn đôi bát này gân mút từ 107 con 63 thì là cái dòng này xương sắt và gân mút xốp. Thì cái dòng này thì gân mút của nó như là thuộc vào từ khủng thì tiếng trống nó sẽ rất là sâu. Đấy, các bác lưu ý cho em. Thì các bác nào có nhu cầu thì cái cặp bát 2 năm neo này của nó có giá là 2,5 triệu. Còn cặp bát gân mút này có giá 1,150 triệu. Đôi khi xịn nhưng mà không hợp thùng nó cũng không hay. Đấy, thế nên các bác lưu ý. Thì hôm nay em cũng làm một cái video để tư vấn khách hàng khi nắp loa và để các bác so sánh dòng neo và dòng từ thường để nắp vào loa nằm và loa cây thì mình nên chọn cái loại bát nào. Như các bác nắp loa cây thì các bác sử dụng gân mút và chung của nó đây. Đấy, loa chung của nó đây thì nó đánh cực kỳ nó tuyệt vời. Còn nắp loa neo vào loa cây thì nó sẽ không có giải bát. Vào loa cây phân tần một bát một chung một tép thì cái đường chung nó sẽ ra lời, cái đường check nó sẽ ra check như cái đường bát này, thì cái phân tần nó điều hướng đường bát này nó chỉ ra cái giải trầm là nhiều. Đấy, lời ít. Đấy, nhưng khi các bác mà nắp mà con bát này mà các bác nắp một bát một tép thì cái phân tần nó sẽ điều hướng cái phân cái bát này nó sẽ ra cả bát và cả lời. Đấy, còn khi nó nắp vào tùy từng loại phân tần nhá, phân tần loa cây thì con này chỉ làm loa cái thôi. Đấy, tùy từng loại các bác lưu ý cho em. Hôm nay em cũng làm một cái clip ngắn để hướng dẫn tất cả các bác nắp loa để các bác chọn loa đỡ bị nhầm.
Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio xin chào hẹn các bác thì video clip ngắn mà lại hiệu quả thì hãy like và chia sẻ với Tùng Nguyễn Audio nhé.